Xin chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho quý vị thêm một lựa chọn nữa với một căn nhà đất nằm ngay gần ngã tư Sở. Vị trí nhà thì thuộc con ngõ thông giữa phố Khương Trung và đường bờ sông Vũ Tông Phan. Ngõ trước nhà thì rộng 4m, ngõ giải nhựa ô tô vào và có thể kinh doanh nhỏ được. Điều đặc biệt nhất là căn nhà này có vị trí nằm ngay gần đường vành đai 2,5. Đây là đường quy hoạch đã và đang triển khai. Đường vành đai 2,5 thì đang làm một số đoạn qua Định Công, Bùi Xương Trạch. Ngay gần căn nhà này thì đã làm cầu sang bên Thượng Đình rồi. Nhà thì không dính quy hoạch, nhưng nếu mua để ở thì tương lai ra rất gần mặt đường lớn ạ. Về pháp lý thì chuẩn chỉ với sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng. Tất cả các giấy tờ không thiếu một thứ gì. Công chứng mua bán sang tên trong vòng vài nốt nhạc. Về thiết kế nhà thì tổng thể xây dựng 5,5 tầng, tức là 5 tầng một tum. Tầng 1 thì kinh doanh hoặc để ô tô. Tầng 2 thì là phòng khách và bếp. Tầng 3, 4, 5 thì có 6 phòng ngủ. Trên cùng thì là phòng thờ, sân phơi. Nhà có diện tích là 40m², mặt tiền 4m, đầu cuối thì vuông vắn, hướng nam. Chi tiết các tầng thì sau đây xin mời quý vị xem tiếp video nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Nếu quý vị đang có nhu cầu muốn mua nhà đất tại Hà Nội, xin vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin cho em Thiện theo số điện thoại là 0962 802 792 nhé.
Xin chúc quý vị sẽ sớm tìm được một ngôi nhà ưng ý ạ.